같다고 아닐 거라고 믿었죠. 내가 그댈 사랑한다는 이 말도 안 되죠. 괜한 질투일 거라고 내가 외로운가 보다고 자신을 속여봤지만 이제 더는 난 감출 수가 없는 걸요. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Emelina Beauty Official. Hôm nay mình quay trở lại đây với một diện mạo rất là rực rỡ, tại vì mình rất là háo hức khi mà mình sắm được cái bộ sưu tập mới nhất Peri Pera năm 2019. Đây là dòng Lip Tint Velvet Tint nha các bạn nha. Thì trước đây thì mình nghe rất là nhiều người nói về Peri Pera rồi, và mình cũng đã từng làm video review và swatch 5 cây son mini trong bộ sưu tập là Peri Pera, thì mình sẽ để đường link ở đây các bạn xem nha. Và đây là lần đầu tiên mình sử dụng cái dòng son kem. Nó không phải là dạng kem lì, nó là dạng velvet tint. Mà cái chất tint thì các bạn thừa biết là nó để lại một cái lớp base rất là đậm đúng không? Thì em này cũng không ngoại lệ nha. Mà mình cảm thấy cái màu son mình đang đánh trên môi này các bạn, thực ra là trên cái bực bình thường á, là đúng như cái giới thiệu của hãng á, thì nó không phải là màu hồng neon như thế này đâu, hay là màu cánh sen như thế này đâu, mà nó hơi hướng là hơi có đất. Nhưng mà mình chẳng hiểu tại sao khi mà mình apply lên môi của mình đó thì nó lại ra cái màu này. Và mình đã để cái môi son này là khoảng chừng 2 đến 3 tiếng rồi, thì khi mà nó tiệt thì các bạn, nó không hề để lại một cái dấu gì hết khi mà các bạn ăn uống. Tức là cái lớp base của nó rất là đậm màu, và mình nghĩ là em này sẽ rất là khó tẩy trang đây. Nhưng mà mình đã sắm cho mình 5 cây. Thật ra là bộ sưu tập này có tới 10 cây lận, nhưng mà mình đã sắm cho mình 5 cây, từ màu số 1 tới màu số 5. Còn màu số 6 tới màu số 10 thì dành cho những bạn nào là fan của tông cam. Còn riêng mình thì mình không phải là fan của tông cam, cho nên là mình đã sắm tông đỏ, đỏ hồng và đỏ đất, hồng đất, đỏ gạch. Thì các bạn hãy theo dõi tiếp video sau đây và nhớ đừng tua clip nha. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Nghe danh thương hiệu Peri Pera đã lâu, nay mình đã có trong tay bộ sưu tập Peri Pera Ink Velvet Lip Tint New 2019 mới nhất, với thân son tông suyệt tông với lại màu son bên trong rất là xịn sò, với thiết kế là nhựa nhám, và cái thân của em này là bằng thủy tinh, cầm rất là nặng tay và chắc tay. Đầu cọ được thiết kế rất là mỏng nhỏ, dễ dàng kẽ viền môi luôn nha, và đi chính xác từng milimét luôn. Đồng màu đầu tiên là màu Good Brick 01, đây là một màu đỏ đất gạch rất là đẹp, đánh lòng môi thì các bạn vẫn thấy gương mặt của mình nổi bật, vừa đủ, không quá là chóe nhưng mà cũng không quá chìm. Và em này sẽ làm tôn da và làm trắng răng ngay khi các bạn vừa quệt nếp son đầu tiên lên môi. Em này lên màu rất là chuẩn, và chất son thì em này là siêu đỉnh rồi, vừa mềm, mịn, mỏng và không hề để lộ vân môi. Khi tôi phun môi với em này thì các bạn sẽ cảm thấy em này khiến cho gương mặt các bạn bừng sáng, làm tôn da và làm trắng răng lắm, và không hề kén da đâu nha, da sáng hay da ngâm đều sử dụng đẹp. Em này có một lớp base cam nhẹ, và em này là một trong những màu mình thích nhất trong bộ sưu tập này luôn. Mình recommend các bạn mua màu số 01 này nha. Màu số 02 Peri Pera là Celeb Deep Rose. Mình gọi màu này như thế nào nhỉ? Vừa hồng, vừa đỏ, vừa nâu. Thật ra là khi mà mình swatch lên tay á, thì mình sẽ thấy không có chút nâu đâu. Nhưng mà tùy cơ địa mỗi người. Theo như màu của hãng á, thì mình thấy em này có hơi chút nâu, hơi chút cam nữa. Nhưng mà khi mà mình thấy lên môi mình thì nó giống như là một màu hồng cam sữa, hơn là một màu đỏ hồng nâu. Thật ra là chắc là tùy cơ địa đó các bạn. Em này đánh lòng môi thì siêu cute luôn. Đặc biệt là bạn nào đi học thì trang điểm nhẹ nhàng ombre rất là đẹp. Tuy nhiên thì mình thấy em này sẽ kén da đó nha. Và đặc biệt là bạn nào mà da ngâm thì sẽ không phù hợp với em này đâu nha. Khi mà mình quạt lên môi lần đầu tiên á, thì mình cảm thấy rất là mềm, mịn môi. Tuy nhiên em này cũng có vẻ là hơi đặc, cho nên là không có dễ dàng để mà mình đi cọ. Mình cảm thấy là em này cần lỏng hơn một chút xíu 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 nữa thì sẽ đẹp. Tuy nhiên em này có một cái ưu điểm rất lớn là các bạn thấy không hề để lộ vân môi nha, cho dù các bạn có quẹt cọ nhiều lần. Màu số 3 là màu Red Only. Thật ra nghe cái tên thôi các bạn cũng đã biết em này là như thế nào rồi đúng không? Đây là một màu đỏ tươi thuần túy. Tuy nhiên in kỹ thì em này sẽ có base hồng một chút xíu, cho nên khi các bạn đánh lòng môi ombre ra thì các bạn sẽ thấy sắc hồng nhiều hơn. Em này thì phù hợp với những bạn nào có da trắng sáng nha. Theo như mình thấy thì dù em này là một màu đỏ tươi, nhưng mà em này có một chút xíu hồng, cho nên có thể làm xỉn men răng nhẹ nếu như các bạn đánh lòng môi nha. Một ưu điểm nữa mà mình phải nói là em này tán son rất là dễ luôn, cho nên em này đánh lòng môi thì siêu đẹp, siêu mịn, mà mình cảm giác giống như là một cái lớp bơ tan trên môi của mình vậy đó các bạn.
Còn đánh full môi với em này thì cực kỳ đẹp và quyến rũ. Bạn nào là fan của tông đỏ thì nhất định là phải rước em này nha. Thực sự khi mà các bạn đánh full môi thì em này sẽ cho ra một cái màu đỏ tươi thuần túy luôn, rất là tươi. Và bạn nào ra da sáng thì sẽ tôn cái nước da của các bạn lắm lắm lắm. Em này có thể bám ngày dài, và đặc biệt là khi mà các bạn ăn uống thì không cần đem son để dặm lại. Cái chất base của em này rất là đậm luôn. Qua màu số 04, Vitality Coral. Đây là một màu dành cho những bạn cô nàng là fan của son san hô. Em này là một màu hồng cam san hô. Hay các bạn nhìn kỹ hơn, các bạn có thể nói nó là một hồng sữa cũng được, nhưng mà mình sẽ thấy hơi hướng san hô. San hô là sao? Có nghĩa là nó sẽ hơi lóe, sáng, chói, hay là có chút neon của chút xíu cũng được các bạn. Và thật sự em này không phù hợp với các bạn da ngăm nha. Các bạn da sáng, trắng, trung bình trắng trở lên thì sử dụng đẹp, còn các bạn da ngăm thì nhớ chú ý nha. Và mình thấy thì em này sẽ không phù hợp khi các bạn để mặt mộc đâu, cho nên các bạn nên có makeup đi kèm. Và nếu như các bạn muốn ombre đẹp thì nên có một lớp kem che khuất điểm, cũng giống như là lớp phấn phủ bột. Em này tuy là màu san hô sáng nhưng mà lên màu rất là chuẩn từ lần quạt đầu tiên, không cần phải giảm đi giảm lại nhiều lần đâu nha. Em này cũng là em để lại cái lớp base tint đậm nhất trong 5 màu sau khi các bạn tẩy trang đó. Lại là một màu san hô nữa dành cho tín đồ san hô đây, màu số 05 Coral Facial. Màu này thì sẽ là cam san hô, không có hồng hoặc là hồng rất là ít. Nếu các bạn đánh lòng môi thì các bạn sẽ thấy em này làm cho da của mình hơi bị xỉn, cũng giống như là xỉn màu men răng, và thực sự không phù hợp với mặt mộc, cũng giống là không phù hợp với lại các bạn da ngăm nha. Các bạn da sáng có thể sử dụng đẹp. Tuy nhiên em này rất là nhạt, nhìn như thế nha, nhưng mà các bạn sẽ rất là ngạc nhiên khi mà mình tẩy trang với em này, hoặc là các bạn sau khi ăn uống thì em này sẽ không còn một chút xíu cam nào trên môi các bạn đâu, mà nó để lại một cái lớp base tint màu hồng neon cực kỳ sáng chói lóe đôi môi của các bạn luôn đó. Mình đã đánh em này trong một khoảng thời gian và sau đó mình ăn uống thì em này để lại một cái màu hồng không hề liên quan gì đến cái màu ban đầu luôn nha các bạn. Thật sự là mình không thích màu này chút nào, và em này thì chỉ phù hợp với bạn da trắng sáng thôi nha. Nếu các bạn nhớ cân nhắc trước khi mua. Hầu như các dòng son hàng đều có chung một điểm chung là cái mùi của những cái dòng son hàng nó sẽ hơi hướng là hương vani hay là hương kẹo ngọt. Em này cũng không ngoại lệ nha. Vì em này có mùi cho nên là bạn nào ngại mùi thì hãy cân nhắc trước khi mua. Và các bạn thấy mình tẩy trang thì cái lớp tint của màu số 4 và màu số 5 là đậm nhất. Bạn ơi, như vậy là mình đã review hết dòng son Peri Pera. Dòng này được có tên gọi là Lip Tint Ink Velvet Tint. Thì đúng như là cái tên gọi của em này luôn, có nghĩa là cái lớp base tint của em này bám siêu siêu dai dẳng nha. Tại vì mình thấy là cái màu lên môi mình là một đằng, nhưng mà khi mà các bạn tẩy trang thì nó sẽ tất cả đều ra là một cái base hồng neon rất là đậm nha. Ngoại trừ cái màu đầu tiên sẽ có base cam, và màu thứ hai, thứ ba thì nó sẽ có màu base nhạt một chút. Màu base số 4 và màu base số 5 là màu base đậm nhất. Đặc biệt là cây số 4, thực ra là khi các bạn đánh lên môi các bạn thấy một cái màu hồng sữa rất là đẹp ha. Nhưng mà khi mà các bạn tẩy trang thì là một cái ác mộng luôn nha. Và mình cảm thấy là cái em này đặc biệt là sẽ phù hợp với bạn nào mà lười đem theo son để giảm lại mỗi khi ăn uống á. Tại vì các bạn có ăn cỡ này đi chăng nữa thì em này nó cũng sẽ không có trôi quá nhiều. Và em này sẽ để lại một cái lớp base làm cho môi các bạn hồng hào, các bạn không cần phải giảm lại luôn ha. Thì cái dòng son của em này mình rất là thích cái bao bì cũng giống như thiết kế son. Đúng cái tên gọi là ink thì giống như là cái bình mực đó các bạn. Thì cái em này giống như là tưởng tượng là mình liên tưởng đến những cái serum mà có cái núm ở trên á. Nhưng mà thật ra em này lại là một dòng son kem velvet. Thì mình thấy ấn tượng em này cầm rất là nặng tay, tại vì cái thân của em này là bằng thủy tinh chứ không phải là bằng nhựa như là những cái dòng son khác, cho nên là rất là nặng tay nha các bạn. Tuy nhiên các bạn đừng có để lăn lóc, cũng giống như là đừng có để làm rơi rớt, nó sẽ rất là dễ vỡ và làm cho cái son của mình nó không có được bảo quản tốt nha. Thì giống như là mình nhận xét ở phía đầu video thì các bạn có thể thấy là cái vỏ hộp của mình nó sẽ trùng với cái thân son, nhưng mà cái màu á thì nó sẽ có sơ xịt một chút xíu xìu xiu, cho nên là nhìn đậm như thế này nhưng mà thực ra nó không đậm như vậy đâu ha. Tuy nhiên em này lên cái màu rất là chuẩn, rất là đẹp. Chất son thì mình đánh giá là vừa phải, không quá lỏng cũng không quá là đặc sệt,
như là dòng Black Rouge, Ever the 15 thì vẫn làm cho các bạn có thể kẻ viền môi dễ dàng, cũng giống là đi son dễ dàng, nó không có set trên môi nhanh, cho nên là các bạn cứ từ từ mà thao tác nha. Và mình thấy em này á thì sẽ phù hợp khi các bạn đánh lòng môi hơn là đánh full môi. Đánh full môi thì mình sẽ recommend màu số 1, màu số 2, màu số 3. Còn màu số 4, màu số 5 như mình thấy là mình đánh cái kem màu số 5 này á, là để mình kết thúc video luôn. Cho nên các bạn thấy là cái tông của nó hơi cam nhiều. Thì bạn nào mà da ngâm nè, đặc biệt là bạn nào có nhiều khuyết điểm hoặc là để mặt mọc thì màu số 5 và màu số 4 là không phù hợp với lại da ngâm và mặt mọc đâu nha. Còn màu số 1, 2, 3 thì có thể đánh da ngâm và đánh mặt mọc được. Tuy nhiên thì mình cũng khuyên là các bạn đánh lòng môi thôi. Còn đánh full môi thì nên có makeup đi kèm nha. Tuy là mình có swatch 5 cây thôi, nhưng mà mình vẫn sẽ để cái bảng màu 10 cây là để cho các bạn nào có thể tham khảo từ màu số 6 đến màu số 10 là những màu có tông cam nhiều hơn. Thì các bạn có thể tham khảo để chọn được cho mình một cái màu ưa thích. Tuy nhiên cái dòng son Peripera Ink a Velvet Ink này thì mình thấy là cái chất tint của nó đúng nghĩa là tint nha, chứ nó không có giống như những dòng khác như là BBR hay là Black Rouge dễ tẩy trang. Dòng này khó tẩy trang, cực kỳ khó tẩy trang, cho nên là bạn nào mà muốn tẩy trang thật là sạch đó thì mình nghĩ là nên tẩy trang có cốt dầu hoặc là những cái chất tẩy trang chuyên dụng dành cho son tint nha. Thì em này thì mình sẽ đánh giá khoảng chừng từ 7 điểm rưỡi hoặc là 8 điểm trên 10. Màu son đẹp, chất son cũng ok, nhưng mà mình không thích cái base nó quá là đậm như vậy. Và cái mùi của em này thì là một cái mùi hương liệu cũng hơi nhẹ nhẹ. Nhưng mà bạn nào nhạy cảm mùi thì vẫn có thể ngửi được rất là rõ ràng, cho nên cũng nên cân nhắc khi mua. Và video hôm nay thì mình hy vọng là các bạn yêu thích. Và nếu mà các bạn yêu thích thì hãy nhấn like và subscribe cho kênh channel của mình, cũng giống như là nhấn cái chuông để theo dõi tiếp những cái video tiếp theo mình làm cho các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau nha. I think I love you. 그런가 봐요, 거장.